Xin chào quý vị khán giả của Người Việt TV à, Và hôm nay Thanh Nguyễn xin gửi đến quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay, ngày thứ ba ngày 20 tháng 11 Và bắt đầu là một phần tin đến từ California cho biết là một bà ở California từng chuyển số độc đắc trị giá 5,2 triệu Mỹ Kim đã nhận tội trước tòa liên bang ở sao Dakota là đã lần gạt lấy tiền của 6 người khác chỉ khoảng 10 năm sau kỳ trúng số. Bà Judy Caro, 59 tuổi, là cư dân của El Cajon, California, và chồng của bà đã trúng số vào năm 1989. Chồng sẽ lãnh dần số tiền trúng trong 20 năm. Tòa khu sách nói rằng bà Caro sau đó đã lừa gạt nhiều người dưới nhiều hình thức, kể cả nói rằng tài sản của bà đã bị sở thuế IRS phong tỏa vì còn thiếu tiền thuế. Lúc đầu bà Caro bị truy tố với 35 tội danh lừa đảo. Mới đây bà đã đạt thỏa thuận với công tố viên để chỉ nhận 4 tội danh lừa gạt và một tội trốn thuế. Bà Caro có thể sẽ bị án tù kể chục năm và trả lại số tiền khoảng 1,6 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân và cơ quan tới IAS. Bản tin tiếp theo cho uh, từ Brussels cho biết là một kẻ làm mặt vào sáng ngày thứ ba ngày 20 tháng 11 đã dùng dao đâm một cảnh sát viên bên ngoài trạm cảnh sát ở trung tâm thủ đô Brussels, theo tin từ giới chức thẩm quyền. Các cảnh sát viên khác nhanh chóng ngăn chặn hung thủ. Bộ trưởng nội vụ Bỉ nói cuộc tấn công xảy ra lúc trước rạng đông này là hành động hèn nhát nhằm vào các nhân viên công lực. Ông cho biết thêm là nghi can có vẻ không ở trong danh sách thành phần bị lực lượng chống khủng bố theo dõi. Người cảnh sát bị đâm đang được điều trị tại bệnh viện với thương không đe dọa tới tính mạng. Song hung thủ bị thương trầm trọng do bị bắn vào ngực. Bỉ đang trong tình trạng báo động chống khủng bố kể từ tháng 3 năm 2016, sau khi xảy ra các cuộc tấn công ở phi trường Brussels và ở đường xe điện ngâm khiến cho 32 người chết. Bản tin tiếp theo đến từ Việt Nam cho biết là khoảng 50 tên công đồ đi xe máy đã vô cớ kéo đến nhà một người dân ở xã An Phú Tây thuộc huyện Bình Chánh, ngắt cầu dao, đạp phá và bắn súng vào nhà khiến một người bị thương. Vào ngày 20 tháng 11, Công an huyện Bình Chánh đã xác nhận với báo tuổi trẻ cho biết là khoảng 7 giờ 30 tối ngày 18 tháng 11, ông Trần Ngọc Châu, 64 tuổi, thuộc huyện Bình Chánh đang cùng với ông Trần Trung Hiếu, 61 tuổi, ngủ ở Long An. Ngồi uống nước trước cửa nhà của ông Châu thì khoảng 50 người chưa rõ là lịch, chạy xe máy bất ngờ ập tới. Liên sau đó một nhóm xông vào nhà và ngắt cầu giao điện, nhóm các cầm mã tấu chém vào bản hiệu trước nhà, ném gạch đá và nổ xuống vào nhà rồi phóng xe máy bỏ đi. Ông Châu bật cầu giao điện, đèn sáng trở lại thì phát hiện ông Hiếu đang bị thương. Kiểm tra cơ thể, mọi người thấy là ông Hiếu bị trúng đạn ở cổ chân trái, máu ra nhiều nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thì công an ở Sài Gòn đã lập hồ sơ điều tra truy xét những cô đồ trên nhưng vẫn chưa có kết quả. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo đến từ Nam Hàn cho biết là Bộ Quốc phòng Nam Hàn thông báo với Bắc Hàng cho nổ mưa trạm gác ở khu phi quân sự gọi tắt là DMZ vào lúc 15 giờ ngày 20 tháng 11 sau khi thông báo kế hoạch này với Seoul vào hôm ngày 18 tháng 11 theo tờ Yonhap đã cho hay. Động thái này được Bắc Hàn thực hiện 5 ngày sau khi Nam Hàn đánh sập một trạm gác tại thị trấn biên giới Chewon dưới sự chứng kiến của các phóng viên, đồng thời hoàn thành cam kết được đưa ra với Seoul trước đó. Kính thưa quý vị, đó là những bản tin chính trong ngày hôm nay và một lần nữa tình nguyện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một bản tin khác.